Xin mến chào các bạn nhỏ thân yêu đã quay trở lại với kênh Voicing Channel. Ngày hôm nay chị sẽ tô với một bức tranh về thế giới động vật. Hai bạn tôm đang nhảy múa thật là đáng yêu. Để tô được bức tranh này, chị cần rất là nhiều cát và rất là nhiều màu sắc khác nhau. Bây giờ chị em mình cùng tô tranh cát nhé. Thank you.
Vậy là chị đã tô xong bức tranh cá hình hai bạn tôm đang nhảy múa tung tăng ở dưới nước, thật là đẹp. Các em thấy video hay, hãy nhấn like và subscribe kênh Voicing Channel để là người đầu tiên xem video tiếp theo của chị. Còn bây giờ, tạm biệt các em!